Hàn Quốc, hoa anh đào lại được người dân nơi đây ưu ái tặng cho cái tên Sứ giả mùa xuân. Bởi khi mùa xuân đến, hoa anh đào sẽ nở rộ từ các vùng đất ấm áp phía Nam, chạy dọc lên đến phía Bắc, đã tạo nên khung cảnh nên thơ hơn bao giờ hết. Ngay sau đây, cùng theo bước chân của các bạn trẻ Việt Nam, mời quý vị đến với mùa hoa anh đào tại Jinhae, Hàn Quốc, vốn là miền đất có hoa anh đào đẹp nhất xứ Kim Chi. Trong tiếng Hàn, chữ bom mang nghĩa mùa xuân có nguồn gốc từ chữ boda, nghĩa là ngắm nhìn trăm hoa đua nở. Do vậy, hoa anh đào được coi là một trong những sứ giả mùa xuân. Mùa hoa anh đào thường kéo dài từ khoảng giữa tháng 3 cho tới cuối tháng 4. Mỗi dịp lễ hội hoa anh đào tại Hàn Quốc, 1 triệu lượt khách đã có mặt để chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt vời này. Xin chào quý khán giả của VTC10, tôi là Minh Giáp, cộng tác viên tại Hàn Quốc. Hiện tôi đang đứng tại Romang Deri. Hôm nay tại đây sẽ diễn ra chương trình khai hội hoa anh đào. Đây là chương trình thường niên của vùng Jinhae-gu, Changwon-si, Hàn Quốc. Cùng theo chân một số các bạn trẻ người Việt đi xem khai hội, mời quý vị và các bạn đến với những chia sẻ của các bạn trong ngày hôm nay. Nay là lần thứ hai được đến Jinhae, từ lễ hội hoa anh đào thì rất vui. Mỗi năm ở đây thì phong cảnh và con người ở đây đều rất tốt đẹp. Nằm ở bờ biển phía Nam Hàn Quốc, hoa anh đào ở Jinhae thường nở sớm hơn so với những nơi khác. 340.000 cây hoa anh đào cùng khoe sắc trên những đường phố, bên bờ sông hay nằm rải rác ở các sườn núi của Jinhae. Lễ hội hoa anh đào Jinhae, Jinhae Gunhang Festival là lễ hội thường niên được tổ chức vào tháng 4. Không bỏ lỡ cơ hội, lượng người đến đây tham quan ngày càng đông cả ngày lẫn đêm. Tại thành phố Jinhae, Changwon, cộng đồng người Việt ước chừng có khoảng 8.000 người. Lễ hội hoa anh đào cũng là dịp để mọi người gặp gỡ, chia sẻ những niềm vui và hòa cùng văn hóa của người dân bản địa. Đầu tiên đến với lễ hội hoa anh đào ở Trung Quốc, em cảm thấy rất là hào hứng và hứng. Lễ hội hoa anh đào là một nét văn hóa độc đáo của nhiều thành phố tại Hàn Quốc và hoa anh đào cũng trở thành ấn tượng khó phai trong tâm thức mỗi người dân Việt từ đặt chân đến xứ sở Kim Chi.